như tấm lấy sáng polycarbonate, máy che lấy sáng, tôn lấy sáng, mái vòm và đặc biệt là các sản phẩm tấm PC đa lớp có lớp bề mặt chống tia cực tím UV. Ưu điểm của các sản phẩm này là trọng lượng nhẹ, chịu lực cao, chịu được sự thay đổi thời tiết, tuổi thọ cao và lắp đặt đơn giản. Quý vị muốn sở hữu những sản phẩm trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Liên hệ Lê Hùng, số nhà 65, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại 0936 144 646. Cửa hàng Lê Hùng được tự hào là nhà cung cấp sản phẩm về các loại nhựa, meca, các tấm lợp bằng nhựa nhiều màu hoặc để lấy ánh sáng với thương hiệu nhiều năm trên là nền tảng của các khu công nghiệp và các công trường đang xây dựng. Đặc biệt hơn, đơn vị của chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp phân phối các chủng loại tấm lợp, tấm nhựa lấy sáng hàng đầu khu vực miền Bắc. Với chủng loại hàng phong phú, giá cả cạnh tranh và những chính sách hỗ trợ tốt cho khách hàng, chắc chắn các bạn sẽ hài lòng. Và nếu bạn còn cảm thấy chưa được hiểu rõ về sản phẩm, hay muốn biết giá nhà cung cấp, hãy gọi ngay điện thoại anh Hùng 0936 144 646 để được tư vấn. Đặc tính và công dụng của tấm nhựa thông minh lấy sáng. 1. Đặc tính của tấm nhựa lấy sáng theo như các chuyên gia đã tạo ra tấm lợp nhựa lấy sáng polycarbonate nhẹ hơn kính 6 lần mà có độ cứng gấp 2 lần, tăng khả năng lấy sáng với bề mặt rộng, dễ lắp đặt và nhẹ, tiết kiệm nhiều chi phí trong xây dựng, cho độ truyền ánh sáng cao, cách âm và cách nhiệt cao hơn gấp 2 lần so với kính có cùng độ dày, sức bền vật liệu cao hơn kính gấp nhiều lần, dễ uốn cong, tạo dáng, là vật liệu lý tưởng, thích hợp cho những thiết kế dạng khó trong xây dựng như mái vòm, khung uốn lượn, dễ cắt, dễ xử lý bằng dụng cụ. Quý vị muốn sở hữu những sản phẩm trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Liên hệ Lê Hùng, số nhà 65, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại 0936 144 646. Có khả năng kháng hóa chất và tác động của môi trường, an toàn hơn so với kính. 2. Công dụng của tấm nhựa thông minh lấy sáng. Chịu nhiệt và kháng lửa trong một giới hạn rộng. Lắp đặt đơn giản, dễ lau chùi, làm sạch. Ứng dụng trong xây dựng, lợp mái, lấy sáng và trang trí cho các công trình xây dựng, thương mại, văn phòng và khu liên hợp công nghiệp. Trang trí nội và ngoại thất, cửa hàng, khu triển lãm, nhà. Quý vị muốn sở hữu những sản phẩm trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Liên hệ Lê Hùng, số nhà 65, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại 0936 144 646. Trong phát triển đô thị, lợp mái và che chắn cho các công trình thể dục thể thao, sân vận động, nhà thi đấu. Tấm lợp nhựa thông minh polycarbonate lợp che chắn và lấy sáng cho các nhà ga tàu hỏa, bến xe, khách, trạm bán xăng, bãi đậu xe, nhà chờ xe buýt. Trang trí cho các sân chơi, khu giải trí. Che chắn và lấy sáng cho lối nối đi giữa hai tòa nhà, lối thoát hiểm. Cho các công trình dân dụng, lấy sáng cho ban công, nhà vòm sân thượng, giếng trời, sân vườn tiểu cảnh trong nhà, mái che chỗ đậu ô tô, hồ bơi. Mọi chi tiết và yêu cầu của quý sẽ được nhân viên của chúng tôi tư vấn và báo giá nhanh nhất nhé, để có sự hợp tác cùng quý khách như ý về các. Quý vị muốn sở hữu những sản phẩm trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Liên hệ Lê Hùng, số nhà 65, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại 0936 144 646. Rất mong sự ủng hộ của quý khách hàng. Điện thoại anh Hùng 0936 144 646. Trong chiều cơn mưa nhỏ ướt đẫm tim, từng giọt mưa
Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy like, share và đừng quên subscribe tin để theo dõi những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy like, share và đừng quên subscribe nóng hổi nhất của chúng tôi nhé.